Vương quốc này được cho là đã tạm dừng kế hoạch bình thường hóa quan hệ vì Israel bắn phá Gaza. Reuters đưa tin hôm 13 tháng 10, Ả Rập Xê Út được cho là đình chỉ kế hoạch bình thường hóa quan hệ với Israel trong bối cảnh cuộc chiến diễn ra với lực lượng Hamas. Thỏa thuận được Mỹ hậu thuẫn có thể là một bước ngoặt ngoại giao đối với Washington và là một đòn chiến lược đối với Iran. Trước khi cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel diễn ra, Ả Rập Xê Út và Israel đã tiến gần đến một thỏa thuận. Theo đó, Vương quốc Ả Rập Xê Út sẽ công nhận nhà nước Do Thái. Ả Rập Xê Út đạt được một hiệp ước phòng thủ với Mỹ và đổi lấy vũ khí tiên tiến hơn của Mỹ. Mặc dù vậy, Nhà Trắng nhấn mạnh rằng các điều khoản chính xác vẫn chưa được đưa ra. Khi các máy bay chiến đấu của Israel liên tục ném bom Gaza kể từ 7 tháng 10 và một cuộc tấn công vào vùng đất của người Palestine được cho là sắp xảy ra, các quan chức Ả Rập Xê Út đã tạm dừng thỏa thuận để tránh gây ra làn sóng giận dữ trên khắp thế giới Hồi giáo, Reuters trích dẫn hai nguồn tin thân cận với Riyadh. Các nguồn tin nhấn mạnh rằng thỏa thuận này không bị hủy bỏ vĩnh viễn, nhưng Riyadh có thể sẽ yêu cầu từ phía Israel những thay đổi trong tương lai, phải bao gồm những nhượng bộ đáng kể đối với người Palestine. Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Palestine, gần 2.000 người, trong đó có 583 trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào Gaza. Hơn 1.300 người Israel đã thiệt mạng và hơn 100 người được cho là đang bị Hamas giam giữ ở Gaza. Phản ứng mạnh tay của Israel, bao gồm cả việc áp đặt một cuộc bao vây toàn diện ở Gaza, đã khiến các nước láng giềng Hồi giáo của nước này xích lại gần nhau hơn. Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã nói chuyện qua điện thoại hôm 11 tháng 10, cuộc trò chuyện đầu tiên của họ, kể từ khi hai đối thủ địa chính trị thiết lập lại quan hệ ngoại giao trong một thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian vào tháng 3. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.